Giờ nã lỡ kêu gọi kêu không đi rồi mà. Ra hồi chụp hình hết trơn rồi. Anh về qua tuần mới vào à? Đâu, mới nó đi rồi mà chứ. Đi 3 ngày. Sụ quần mẹ nhỏ không biết giỡn luôn. Nam đồng ý nhìn nhanh lại chắc là bò rồi tham gia nghỉ rồi. Hôm bữa họ có kẻ tội kiểu cũng còn nói chuyện lê rê á thôi chứ cũng không có tình cảm gì. Dạ hỏi. Ừ. Cái em có kêu giải mà bà Đạt mấy bữa nói là anh nhớ em rồi má gạo có mấy bữa mà về cái anh nhớ em rồi. Ừ thầy giá chứ sao đâu. Cái đừng. Ui khách vô thiệt. Khách à. Ừ, bà nói tự đừng có kể lại quá nghe. Bà kêu á là ông kêu á là tự nhiên anh cũng thấy ở gần em anh không có cảm giác ấm áp. Ừ. Không, cái sao cái em cứ hỏi bà nhận là có dụ dỗ vậy nó cái đầu hỏi không có kêu có chứ mà ngu gì dễ gì má tệ gì cũng được nửa nam thì ma đau đó. Đây má mà ngu gì. Chắc má thèm nó cũng kiếm xí mà không được á. Nói câu nghe Trung Quốc hả? Ờ. Nhòn như là hình như không á. Nhìn bớt cũng tra tra đồ trụi á chứ cũng dớt gì á. Rồi lại coi cho coi chứ người ta coi. Thì bà chỉ quen cũng là kiểu như bạn bè á thôi chứ nhỏ không có tình cảm gì á. Ta cũng tự.
là tôi hết á. Chắc là phải. Mấy phút rồi? Một tao thôi. Lao đi. Dài dài thôi. Vô quay đó 20 phút rồi à. 20 phút rồi qua kia. Lúc đó có cái dài dài. Mình đã hát luyện qua được đúng 10 phút. Ôm rung. Rung hả? Rung, đứng nó rung ta, cái sang cái em mới kêu, ủa liền, em đứng được nữa không vậy? Có mệt không vậy? Cái em kêu không, em bình thường. Cái một chạp cái nó kêu, thôi thôi thôi, chị lây từ từ, từ từ, từ từ đó. Cái thang nó được cớp, 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 cớp luôn mà. Rung nồi lên chị cũng quay được. Nó rung y như là lạnh quá mà mình rung vậy đó. Cái nó rung có màn hình đó, cái nó lùi của nó tét luôn đi. Mới được 10 phút. Quay, quay em vậy? Không quay. Em đứng như tự, em có đó không biết. Thầy đòi vậy. Ừ, sợ cũng một phần ấm đó nữa. Đồ anh trên đây, đòi lại anh. Em sợ ấm nhớt ai không chị. Mình định anh ịp lại, sợ bẹo. Vì đàn ông còn sợ mập chứ đừng nói mình coi ly. Mẹ ông mệt mệt lắm. Mập lén ngữ nặng nè. Giờ chiều là nhảy bèo lắm. Ừ. Trước trước cái chiều giờ phòng thăm học sửa ấy. Bữa nay hết giớm uống rồi. À, anh không nhân bệnh nữa. Nên là dịp nay có buồn ở đâu. Em bị đồ đi hút thuốc lại rồi. Hả? Sao giá buồn á, sao giá? Ừ, chắc là chị bảo nói. Ừ, chắc sợ ông buồn á. Những mẹ ông buồn lắm. Mà tự nhiên ông đi uống hút thuốc gì trời. Bỏ được bỏ luôn chứ. Chắc đó giá cảm thẳng. Không được ăn nhiều khi hút khỏe này. Các cảm thẳng ông đưa. Ừ. Thì tội với trời. Anh kể hả? Hà thấy anh hút con này. Anh hút đi tới thỉnh thoảng mà. Ừ. Nhưng mà hút ra cái nó thành thói quen. Tại vì trước kia đó từng hút rồi á. Giờ hút là sợ bị nghiện rồi đó. Đủ chưa? Đủ chưa? Vài 2 phút rồi nữa. Chứ bao nhiêu phút rồi? 11 phút. Ủa vậy mà nãy em nghe em kêu ủa sao mà máu mà 18 phút rồi? 8 phút lúc nãy là 8 phút. Trời trời, với thôi thấy cái mạc đây được một cái video á. Ừ. 18 phút nãy. Với em cứ bắt nè. Đang cái tối xíu đặt hàng cho nó.
Nhiều lắm rồi, có ly. Cô Lê gửi cho em cái đàn với cô Lê.